thì đấy là cái cách mà đấu đơn giản nhất. Uh, chào các bạn. thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta đấu một cái công tơ với một cái phao điện uh, cho một cái bơm nước ở uh, bể nổi các bạn nhé. thì uh, chúng ta cần có một cái phao phao điện như này ở đây mình đã đấu sẵn hai cái dây vào cái phao điện rồi thì uh, như là các bạn ở nhà ấy, thì các bạn kéo cái dây này từ trên bể Đó, xuống dưới thì trên các bạn đấu vào hai bên như này và ở dưới các bạn để ra hai đầu như này đúng thì uh, để đấu cho cái công tơ để cho cái bơm nó chạy thì đầu tiên nhé thì các bạn để ý trên cái công tơ này thì nó có ba cái đầu là L1, L2, là L3 là và U 1 V1 và V kép đấy thì đầu tiên nhé các bạn à, lấy hai cái dây cấp nguồn cho mình có thể cấp từ ổ cắm hay cấp từ át vào thì à, các bạn cứ đấu hai cái dây nguồn vào đây vào cái chân L1 này đó nhẹ thôi nhá đấy và cái chân nguồn thứ hai đấu vào chân L3 này đấy là đối với máy bơm một pha các bạn nhé các bạn chú ý là máy bơm nước một pha nhé đó thì đây là cái nguồn vào nhé ở, ở cắm hoặc là ở CB và cái đầu U và V kép này thì các bạn đấu vào đầu ra nhé thì đấu vào máy bơm máy bơm một pha này máy bơm nước dân dụng đó thì đây là đầu ra nhá đấy thì mình ví dụ là nó vào cái ổ cắm này Đã mình sẽ cắm cái đèn này vào đó thì đây coi như là một cái máy bơm nước các bạn nhá thì đây là cái công tơ này ok rồi bây giờ đến cái phao thì chúng ta đấu thế nào cái phao này nhá thì các bạn chú ý nhá đấu ở bên phía đầu vào này nhá một chân phao này các bạn đấu vào đây đấu vào chân nguồn vào này chân là một này là ba cũng được là một được đấu vào chân nguồn vào nhá Đấy, và cái chân còn lại của cái phao này đây phao có hai chân nhé thì cái dây còn lại của cái phao này các bạn đấu vào một cái chân a thẳng dưới nó luôn đấu vào đây đó giờ đấy là cái phao nha đã xong nhá bây giờ việc nữa đó chính là chúng ta phải cấp nguồn cho công một chân nữa cho cái công tơ này đấy thì nguồn hai các bạn lấy từ đây nhá lấy từ cái chân nguồn vào thứ hai này chân l một này đó giờ nào bắt vào chân này nhá chặt chút bạn chặt vào một chút nếu không thì nó xuất ra là rất nguy hiểm đấy. thì cái chân thứ hai này này chân nguồn này nhá, các bạn đấu cái chân A còn lại cho mình. chân A còn lại của công tơ này. chân kia đấu lúc nãy rồi, bây giờ chân này đấu lại vào đây. đó, Cái này cái công tơ luôn luôn có một nguồn ở bên này nhá và cái bên này thì nó sẽ qua cái phao, đấy. đơn giản như vậy thôi. đấy. Thì bây giờ nhá Nếu mà tốt nhất ấy, Thì các bạn tìm Tìm cái đường mát được chưa? Đường mát Bằng cách là các bạn thử bút điện vào đây Thì bên đây là đường lửa đúng không? Nó sáng đúng không? Tìm cái đường mát vào đây Đấy thì đường mát là ở bên này nhá Thì bây giờ mình sẽ Cắm cái ổ cắm vào đây Đấy mình sẽ đo Đấy thì tốt nhất cái đường mát nó sẽ nằm ở bên cái phao này thì là tốt nhất thì bây giờ nó ngược rồi thì các bạn đảo lại hoặc đảo lại dây như này đấy thì cái đoạn này nó là mát nhé bên này nó làm mát này thì nó đỡ nguy hiểm hơn thôi vẫn nguy hiểm nhưng đỡ hơn một tí đó thì bây giờ cái phao như này khi mà cái bể nó cạn hai cái quả phao này nó nổi đấy nước nó rút xuống làm hai quả phao này nó tụt thẳng xuống thì này cái này nó đóng nhá nó đóng này đấy cái bơm nó chạy Đấy, cái bơm nó chạy nó sẽ bơm nước lên bể và khi mà bể đầy thì hai cái quả phao này nó lại nổi lên nó nhả ra đó thì nó ngắt điện đến công motor và lúc này cái bơm nước nó dừng lại đó. và tương tự như vậy ngược lại lại cạn nó lại bơm và đây nó lại nhả ra đó thì nếu như cái này mà các bạn có cái hộp mà đóng ở trên gần cái bể nước hoặc là để chỗ nào đó nó tránh những cái tiếng kêu thì nó hay hơn bởi vì cái công tơ thường nó đóng là nó có tiếng kêu hơi mạnh Đấy, nó tạch phát thì nếu như ban đêm đối với người khó ngủ thì nó hơi khó chịu một tí nhưng mà đóng trong hộp thì nó cũng không kêu mấy các bạn nhé thì đó là đấu một cái pha cho cái công tơ để nó chạy cho một cái bơm nước ví dụ cái đèn này cái bơm nước ở đây là máy bơm một pha nhá Đấy. Thế còn nếu như máy ôm 3 pha thì các bạn đấu 3 pha của bơm vào ba cái dây này. Ba nguồn vào đây, các bạn cấp L1, L2, L3 của ba cái pha này vào ba pha lửa. Và cái dây này thì các bạn dùng cái dây mát riêng đúng không Hoặc là các bạn cũng đấu vào một chân nào như này. Đấy đấu vào một chân L1 này cũng được và cái chân bên này chân phao ấy thì các bạn sẽ lấy một chân này, từ cái đường mát đấy, đường mát riêng ấy nhá lấy từ đường mát và cái chân phao còn lại cũng cắm vào đây đấy thì lúc này cái bơm nó hoạt động tương tự như cái bơm một pha như này thì đấu cách này là đơn giản nhất các bạn nhé đơn giản nhất đấy các bạn nhìn đấy nó chỉ có hai cái dây thôi đấy. một cái dây này đấu trực tiếp từ nguồn xuống công tơ xuống chân a 1 của công tơ còn bên này cũng lấy từ nguồn một bên vào chân phao và qua cái phao thì lại đưa vào chân công tơ thế thì cứ cái phao này nó cấp điện thì công tơ làm việc phao ngắt ra thì công tơ này mất điện không đóng cho bơm nữa đấy thì đấy là cái cách mà đấu đơn giản nhất À, sử dụng một công một công tơ và một cái phao để đấu cho cái máy bơm nước nó chạy Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé